dự AFF Cup, Quang Hải lỡ cơ hội đối đầu sau World Cup 2022. Quang Hải sẽ lỡ cơ hội đối đầu cầu thủ từng ghi bàn ở World Cup 2022 khi về tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, Quang Hải về khoác áo đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 sau khi kết thúc đợt tập huấn cùng Tàu FC ở Thụy Sĩ. Cầu thủ gốc Hà Nội sẽ tập trung cùng các đồng đội từ ngày 18 tháng 12, chỉ 3 ngày trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh. Với việc về tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải sẽ bỏ lỡ ít nhất 5 trận đấu cùng Tàu FC, trong đó có 4 trận ở League 2 và 1 trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp. Trong đó, trận đấu tại Cúp Quốc gia Pháp sẽ là nơi Tàu FC đối đầu đại diện League 1 Montpellier. Trong đội hình của Montpellier, hiện tại có 2 cầu thủ tham dự World Cup 2022 là tiền đạo Wabi Khari đội tuyển Tunisia và thủ môn Jonas Omlin đội tuyển Thụy Sĩ. Nếu như Jonas Omlin là thủ môn dự bị của Thụy Sĩ thì Wabi Khari là tiền đạo quan trọng của Tunisia. Cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đại diện châu Phi đánh bại đương kim vô địch Pháp 1-0 ở vòng bảng. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam vào đến chung kết AFF Cup 2022, Quang Hải nhiều khả năng sẽ chỉ trở lại Pau FC để thi đấu từ cuộc đọ sức với Annecy vào ngày 28 tháng 1 năm 2023. Ở thời gian trước kỳ nghỉ World Cup 2022, Quang Hải không được ra sân quá nhiều ở Pau FC nhưng anh vẫn luôn được đăng ký thi đấu trong tất cả các trận của đội bóng này.